5 năm với hơn 200 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc họp bí mật và 500 cuộc họp báo. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Rất nhiều năm đã qua đi, tuy nhiên với người đàn ông Pháp lái xe cho bà Nguyễn Thị Bình lúc bấy giờ, những câu chuyện như mới ngày hôm qua. Và nhân dịp kỷ niệm trọng thể 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, kính mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật này qua phóng sự sau đây. Ông Michel Prăjinescu lật từng trang album, xem lại những bức ảnh kỷ niệm. Ông nhớ lại khoảng thời gian 4 năm làm việc tại Phái đoàn Việt Nam với tư cách là lái xe của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, khi đó là trưởng Phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tham gia hội nghị 4 bên về hòa bình tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Với ông, đó là quãng đời đẹp nhất. Hơn nửa thế kỷ đã qua, ông vẫn nhớ như in những kỷ niệm về quãng thời gian đó. Trong suốt 4 năm đó, công việc của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều khi phải lên đường bất kể đêm khuya hay đông lạnh. Có lúc công khai, có khi bí mật. Nhiều lúc tôi lái xe mà không dám bật đèn. Thậm chí phải vi phạm luật giao thông để tránh những nhà báo luôn săn lùng và theo đuổi chúng tôi. Với ông, ngày ký Hiệp định Hòa bình Paris là ngày vui nhất, tuyệt vời nhất vì nó đánh dấu thắng lợi của Phái đoàn Việt Nam. Để ăn mừng sự kiện vào ngày hôm sau, chính tay tôi đã làm một cái tháp bánh ngọt và mở rượu sâm panh. Tuy nhiên, bà Bình đã nói với chúng tôi, đạt được Hiệp định Hòa bình là một thắng lợi, nhưng chưa phải là kết thúc. Chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục đấu tranh. Ngày đó tôi không hiểu lắm, nhưng bà ấy đã nói đúng. Vì Việt Nam đã phải mất thêm 2 năm nữa để giành được hòa bình và thống nhất đất nước. Ông Michel cũng không quên kể về những chuyến thăm Việt Nam sau ngày hòa bình lập lại. Ông cũng là người duy nhất được mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Hòa bình Paris ở Việt Nam, bởi vì đa số những người đã phục vụ Phái đoàn Việt Nam thời điểm đàm phán đều đã không còn. Rất nhiều đồng chí, bạn bè đã không còn, và tôi là một trong số ít ỏi những người trong cuộc được chứng kiến sự kiện này. Với tôi, Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, là một điểm sáng của thế giới, và tôi thấy vui về điều đó.